Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, đơn vị đầu mối triển khai công tác về bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo chính sách giảm thiểu, thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại các siêu thị và trung tâm thương mại. Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nhựa ở Việt Nam những năm gần đây liên tục tăng ở mức 10,6% bình quân một người một năm, kéo theo đó là sự gia tăng phát sinh rác thải nhựa. Năm 2022, tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh là 2,9 triệu tấn và có tốc độ gia tăng khoảng 5% một năm. Lượng rác thải nhựa được thu gom vào khoảng 2,4 triệu tấn nhưng chỉ có 0,9 triệu tấn rác thải nhựa được phân loại cho tái chế và 0,77 triệu tấn rác được tái chế tại hội thảo các đại biểu đại diện các doanh nghiệp quản lý siêu thị trung tâm thương mại và các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa sử dụng một lần các hiệp hội ngành hàng liên quan đã tập trung thảo luận nhằm đánh giá thực trạng sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bao bì nhựa khó phân hủy bao bì sinh học tại các siêu thị và trung tâm thương mại hiện nay những ý kiến đóng góp thảo luận sẽ được cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tổng hợp giúp bộ công thương đề xuất các chính sách quy định pháp luật về giảm thiểu hạn chế sử dụng và thải bỏ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bao bì nhựa khó phân hủy nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ở việt nam cũng như các yêu cầu về hội nhập trong giai đoạn tới